Vâng, hiện tại là 6 giờ 20 ngày 11 tháng 8 năm 2019. Và chúng tôi đang có mặt tại xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đây. Thì hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để bàn giao một bộ sản phẩm gồm có bộ bàn ghế phòng khách Tân Thủy Hoàng và chiếc kệ tivi cho nhà bác Tình. Đây là phía trước không gian nhà của bác đây. Thì ngôi nhà khá là đẹp nên chúng tôi quay qua và giới thiệu cho những quý vị tham khảo. Ngôi nhà của bác cũng vừa xây xong thôi. Không gian nhà thì xung quanh cũng khá là rộng. Ngôi nhà 2 tầng và mái thái. Đó. Vâng. Rồi, còn bây giờ thì chúng tôi sẽ đi vào phía bên trong để quay những sản phẩm chúng tôi vừa hoàn thiện cho bác. Ngay phía ngoài thềm đây thì là một chiếc kệ tivi. Chiếc kệ tivi này thì là bằng chất liệu gỗ hương đá, có kích thước là 2m4. Mẫu kệ thì gọi là mẫu kệ cột nho. Những sản phẩm này thì chúng tôi làm theo yêu cầu của bác, theo đơn đặt hàng của bác thôi. Sản phẩm thì hoàn toàn là đảm bảo cam kết chất lượng là sạch sẽ, không rác, không dập chứ gì. Và bốn cánh là được túi quý Tùng Trúc Cúc Mai, đã hoàn thiện sơn BU rồi. Đây, màu cái màu gỗ hương đá này nó rất là đẹp. Rồi, chúng tôi đã xếp dọn xong cái phần và dọn chiếc kệ cũ của bác đi để chuẩn bị để kê chiếc kệ mới này vào vị trí. Chiếc kệ khá là nặng, chúng tôi cần 4 người khiêng này. Đây, đây quý vị có thể thấy đây, đây là không gian phòng khách nhà bác này. Rất là đẹp, khi chúng tôi kê những sản phẩm này vào thì nó nổi lên rất là đẹp luôn. Đó, ánh điện này. Đây là quý vị có thể thấy là bức ảnh của bác chủ nhà đây. Có một bức tranh sông núi rất là đẹp, sơn thủy đấy. Nhìn cái không gian phòng khách nó có rộng ra rất là nhiều. Và đây là bộ ghế Tân Thủy Hoàng gỗ mít. Bộ ghế Tân Thủy Hoàng gỗ mít chúng tôi làm theo yêu cầu bác rồi. Bác đặt chúng tôi thì cũng một thời gian khá là lâu. Thì hôm nay chúng tôi mới hoàn thiện được. Đây, trên màn hình là hình ảnh của bác chủ nhà đây. Và hiện nay thì gỗ mít thì cũng khá là khan hiếm do là khai thác quá mức cũng như là cái tốc độ phát triển của cây mít nó cũng khá chậm nên là giá thành của gỗ mít hiện nay cũng khá là đắt so với một số gỗ nhập khẩu như là gỗ hương hay là gỗ vụ. Bộ sản phẩm này thì được chúng tôi cũng chọn lọc gỗ khá là kỹ rồi, màu sắc nó tương đối là đều màu. Thì bộ chất liệu gỗ mít này thì chúng tôi là được chọn lọc và làm từ 100% chất liệu gỗ mít ta, gỗ mít ở vùng quê Phú Thọ. Những khách hàng ở tại Phú Thọ hoặc là một số tỉnh Trung Du hoặc là miền trên này thì là cũng rất là ưa chuộng những cái sản phẩm làm từ gỗ mít, bởi vì chúng thì có độ bền tương đối là cao, có thể hàng trăm năm mà không có mối mọt hay là cong vênh vì vấn đề gì xảy ra. Quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với cơ sở đầu gỗ Tùng 8 theo số điện thoại là 0987 510 816 hoặc là website đầu gỗ Tùng 8.com. Xưởng thì có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để xem hết video của chúng tôi. Rất hẹn gặp lại mọi người trong những video và clip khác. Mọi người thì hãy bấm like và đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip khác nhé.